Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Anh em cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều quá chị em đã theo dõi kênh tiếng máy của em ha, như là ủng hộ mua máy bên em nha. Hôm nay em giới thiệu cho cô bác chị em một động cơ này siêu phẩm luôn quá chị em. Động cơ này em về em nghe cũng lâu rồi. Nguyên bộ này là máy nén khí quá chị em. Máy nén khí nha. Vấn đề máy nén khí thì em cũng không có rành quá nha. Em quay cái thông số này. Có anh chị em nào mà xài chuyên về máy nén khí á, thì mua ủng hộ giùm em. Hai cái giò hơi này nè, chút xíu để máy nổ á, nó phun hơi khủng khiếp luôn á em. Em không có dám khóa lại không biết nó có sao không. Nó phun hơi ra dữ lắm, phun hơi luôn. Nó phun cái tiếng phun hơi nó ồn hơn tiếng máy luôn á em. Máy này mới lắm rồi em, mới tinh. Mới khen khen mới thôi. Con này 3T88 thôi nha, 88. Nó có một lớp cách âm luôn, êm ghê không. Bình chứa hơi nè, ở đây nó rất nhiều hệ thống nha, nó hệ thống nhiều lắm, mình không có dám đụng vô đây luôn, tùm lum tá la chứ. Con này như như là một động cơ mới luôn, nó tinh, nó nhìn nhìn đó. Con này về nó không có bình quá nha, em để bình vô em đề đỡ nha. Con này em bán là không có bình nha, nào em nói trước quá chưa. Những cái đường gòn, gòn cửa còn nguyên si luôn, còn nó quá mới nha. Dầu bình nước phụ con này là đỉnh của đỉnh quá nha. Động cơ này vip luôn, quá trời đẹp. Con này thì mình cũng mua lại từ đứa em á, chứ mình cũng không có kịp thời mua ở ngoài ngoài Nhật có bán cho em. Đứa em nó mua là nó mua về rồi nó chia lại cho mình thôi. Con này là kêu heo chùm quá cho em ha, heo chùm nha, còi vuông heo chùm. Quay qua này cho quán chị em xem, nhìn cái bồ này khủng khiếp không, quá khủng khiếp luôn. Ở chát vậy thông số trên nắp dần lên nha. Long lanh thành đào từ những chi tiết nhỏ gì đó cũng còn mới, nó can cho bạn những cái bơm ốc cục không. Bơm này mà anh em cô bác nào xài công trình vậy đó, mua bơm mua cái bộ này đi thổi đường, thổi nén khí rồi thổi đường đó, bụi bặm được có nguyên một lớp cách âm hết ha. Của em nó bụi chà bá lửa. Đây là còi vuông quá kìa, quán kia em mua nào bán nấy nha, mua thùng bán thùng, mua bơm bán bơm, mua máy bán máy ha. Con này mới là 99% quá nha. 3TNV quá nha. 3TNV 88 nha. Đem đề máy cho quán chị em cho tiếng máy nha, mà bây giờ đề lên là cái ống quỷ này nó ra hơi dữ lắm, ra luôn mình nó sùm bắt nhã hết chứ. Đề máy khá này. Máy lên chạy nó trống hơi nó gà dữ lắm quá nhỉ, coi chứ không.
cái hơi nó ra là nó tiếng nó lớn hơn cái tiếng máy quá vậy, tiếng lớn hơn tiếng máy luôn. Nói chung là mấy cái hơi bọng em cũng không gành quá vậy ha, em cũng không gành hơi bọng trên. Các bác chị em mà có chuyên về cái này á thì comment giùm em ha. Em thì chủ yếu là động cơ đẹp thì em mua thôi, còn những thiết bị khác thì có anh chị em nào mà biết sử dụng á, cần sử dụng thì mua ủng hộ giùm em đó. Em chủ yếu là động cơ mà đẹp thì dính cái thiết bị gì em cũng mua hết, chủ yếu là em động cơ đẹp thôi. Cái bộ nén khí này thì có anh chị em nào cần xài á, mua thì quá êm luôn ha, quá mới luôn, ok. Rồi, em cảm ơn quá chị em rất là nhiều nha. Cảm ơn quá chị em đã xem video này cũng như là các video vừa qua, như đăng ký kênh ủng hộ giúp em ha. Xin chào, hẹn gặp lại quá chị em video tiếp theo nha.